Thủ tướng phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để làm việc với trách nhiệm cao nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chiều nay 14 tháng 11. Chiều 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 6 của ban chỉ đạo. Theo báo cáo, việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. 21 trên 22 bộ và 61 trên 63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ. Những kết quả đạt được góp phần tạo sự thông thoáng, yên tâm cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, theo Thủ tướng. Trong đó, cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực, đa số các bộ đã hoàn thiện chức năng. Nhiệm vụ của các tổ chức bên trong, 63 trên 63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức và tinh gọn đáng kể. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cho rằng nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu còn hạn chế về tầm quan trọng, tác động lan tỏa và hiệu quả của cải cách hành chính. Phải có cảm xúc với tình hình, với những gì mà người dân và doanh nghiệp đang vướng mắc để làm việc với tinh thần. Trách nhiệm cao nhất, Thủ tướng chia sẻ và chỉ ra tình trạng nợ động văn bản chưa được khắc phục triệt để. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm, 5 bộ mới đạt 50% yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có nơi còn hình thức. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên được Thủ tướng nhìn nhận có cả khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu. Mà nguyên nhân lớn nhất là ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một số người đứng đầu vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh. Có nơi thực hiện còn tính hình thức. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, gồm cải cách thể chế là nền tảng, cải cách thủ tục là trọng tâm. Cải cách chế độ công vụ, công chức là động lực, cùng với cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và xây dựng chính phủ số, để tạo đột phá. Đặc biệt, cần chú trọng cải cách hành chính từ cơ sở, nghiên cứu giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cơ sở. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc việc lắng nghe, tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, cần rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi. Tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát, cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết với người dân, doanh nghiệp.